ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái kênh nhỏ bé nhỏ của mình và mình tên là Phương Linh. Chủ đề chính của cái video ngày hôm nay nó sẽ mới lạ một chút. Tại vì hôm nay thì mình sẽ review và swatch cho mọi người những cái thỏi son mà nó chất lượng nhưng mà nó cũng cực kỳ phù hợp với cả túi tiền của học sinh sinh viên nữa. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Em son đầu tiên trong video ngày hôm nay sẽ đến từ nhà GMA Breeze Velvet Lip Tint 03 và là màu hồng đất nha mọi người. Cây son này thì rất phù hợp cho những cô nàng nào mà thích tone trầm nhưng mà không quá là dừ. Tại mình thấy màu này nó cũng khá là tươi. Vỏ son thì được thiết kế góc cạnh và cầm cực kỳ chắc tay luôn. Em này thì sẽ giữ màu từ 6 đến 8 giờ, nhưng mà nếu như mọi người ăn ý thì son vẫn chua và để lại một lớp bay hồng. Em này thì có mùi sô cô la nhẹ nhàng và không hề gây khó chịu. Nói chung thì mình thấy màu này rất dễ dùng, các em học sinh cấp 2, cấp 3 để có thể đánh đi học thoải mái nha. Giá thành của em này thì ngang tầm Mac Rouge nhưng mà cái lượng son bên trong ý thì nó nhiều hơn một chút. Nói chung thì màu sắc nhẹ nhàng nhưng mà không quá xế, mọi người nên tham khảo nha. Cây son tiếp theo sẽ là một em son quốc dân nha mọi người. Chắc hẳn thì bạn nào cũng biết đến BBA màu 25 đúng không? Lý do mà nó nổi rồi cứ hết là mình lại mua. Thứ nhất là vì phần vỏ son được thiết kế đẹp mắt và vô cùng sang trọng luôn. Thứ hai là về phần màu son thì nó phù hợp với mọi loại da. Láng sáng men răng này, đánh làm môi hay phun môi đều rất là ok. Mình thấy là chất son của BBA thì nó khá là mướt, đánh lên môi thì rất là mềm mịn luôn, không bị vắng cục và dễ tán đều màu. Em nó thì apply lần đầu ý thì nó chưa lên chuẩn màu đâu, phải đến lần quẹt thứ hai thì nó mới lên chuẩn màu nha. Nếu như không ăn uống gì thì son sẽ không bị trôi và giữ màu được khoảng từ 4 đến 6 tiếng. Còn nếu như mà mọi người ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ ấy, thì son vẫn trôi đi và để lại một lớp tint có màu đỏ nhẹ nha. Em son tiếp theo thì nó sẽ rất là cá tính và quyến rũ luôn. Em này thì đến từ nhà Merzy, dòng Noir Intermelt Tint màu 17 nha mọi người. Khi mà tán ra tay ý, thì mình khá là bất ngờ tại mình thấy màu son nó rất là đậm luôn. Nhưng mà khi mà mình áp lên môi ý, thì mình thấy màu son này nó cũng không quá là đậm, với cả nó sẽ thiên về màu cam gạch nhiều hơn. Và đây cũng là sự kết hợp giữa son tint với cả son kem, cho nên là màu son này nó không quá là lì đâu nha mọi người. Nó cũng sẽ giữ màu được tổng khoảng từ 6 đến 8 giờ. Nhưng mà nếu như mọi người ăn uống ý, ăn đồ dầu mỡ hoặc là mọi người uống nước ý, thì nó vẫn sẽ rơi ra cốc chén như bình thường nha. Và nó sẽ để lại một lớp base khá là nhẹ nhàng nhưng mà nó không quá xến đâu. Chất son của Emerzy này thì nó rất là mềm và mướt nhưng mà hơi khó tán nha mọi người. Được cái thì em nó lên một chuẩn sau một lần apply luôn. Và mình thấy được rằng nếu như mọi người đánh cái màu này ở lòng môi ý, thì nó sẽ tạo cho mình một cảm giác rất là trùng chín và đáng yêu. Nhưng mà nếu như mọi người đánh full môi ý, thì nó lại làm cho mình quyến rũ và trưởng thành hơn rất là nhiều. Nói chung thì cái màu M17 này mọi người đánh lòng môi cũng được hoặc là mọi người đánh full môi cũng được, đều rất là ok nha. Nói chung thì màu son này rất là phù hợp với những cô nàng nào theo style cá tính và trưởng thành, đặc biệt là những ai mà không thích sự nhảy dính từ son bóng ý, nhưng mà vẫn muốn có một độ glossy trên môi thì mọi người nên tham khảo cái dòng son này nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi gió một chút đến với dòng son thỏi nha. Em này thì từ hãng Caslan và được các anh chị beauty blogger trên YouTube review khá là nhiều rồi. Và đây là màu M43, màu hồng đất và có pha một chút nút nhẹ. Vỏ son thì khá độc đáo, sang, thanh mảnh và đây là vỏ kim loại và không hề lộ vân tay luôn nha mọi người. Chất son của em này thì không quá lì và cũng nhiều dưỡng nữa, cho nên là khi mọi người ăn uống ý, thì nó vẫn dây ra ngoài và dường như khi mọi người ăn uống đồ dầu mỡ thì nó trôi sạch luôn. Và màu của em này thì khá là tây, màu hồng đất có chút nút, cho nên là yêu cầu makeup nhẹ nhàng đi kèm nha. Nói chung thì với giá tầm khoảng từ 90.000 cho đến 100.000 thì mình thấy em son này rất là ok luôn. Tại vì thiết kế của nó khá là bé cho nên là mọi người rất dễ dàng để mang theo, cho vào ví và cho vào hộp bút các thứ đều rất là tiện. Và nói chung thì nó cũng rất là phù hợp với cả túi tiền của học sinh sinh viên nữa. Từ packaging cho đến chất son đều rất là chất lượng và mình recommend mọi người nên mua em này nha. Đến với em son tiếp theo của nhà Perfect Diary thì sẽ là một cây son kem lì chính hiệu luôn nhá. Em này thì là 1922, màu đỏ tươi và pha chút đất. Nói chung thì màu sắc của em này khá là tươi tắn như kiểu bông hoa hồng mới nở mọi người. Chất son thì lì, siêu siêu lì luôn, kết cấu dạng lỏng vào khô ngay khi mọi người bặm môi nha. Tuy đây là một cây son kem lì nhưng mà chất son của nó khá là mịn và mướt, hơi dính nhẹ nhưng mà không gây khó chịu đâu nha. Em này thì sẽ giữ màu được khoảng từ 6 đến 8 giờ hoặc thậm chí là 10 giờ nếu như mọi người không ăn. Và nếu như mọi người ăn đồ ăn dầu mỡ thì son nó vẫn sẽ trôi tầm khoảng 60% nha. Nhưng nếu như mọi người uống nước này thì son không hề gây ra thành cốc luôn. Đặc biệt thì mình khuyên mọi người nên canh sale em này ý, tại vì em này giá gốc của nó ý là 300k. Nhưng mà khi mình săn sale và mình mua em này với giá chỉ có 69k thôi, thực sự là nó rất là rẻ luôn. Nói chung thì ngoài việc của mình không khá ấn tượng với cái phần packaging của em này ra thì mình thấy chất lượng son khá là tốt, dung tích son cũng rất là nhiều, bảng son thì đa dạng, đặc biệt là giá siêu siêu rẻ luôn. Rất recommend mọi người luôn nha. Tiếp theo thì sẽ là một em son bóng nha mọi người. Em này thì đến từ nhà Roman, màu 04 Vintage Ocean. Sau khi mình swatch ra tay ý, thì mình thấy sắc nâu nhiều hơn. Nhưng mà khi mà apply lên môi thì mình thấy nó là một màu đỏ nâu đất cực kỳ đẹp và tôn da luôn. Vì là chất son bóng ý, cho nên là màu son sẽ lên hơi nhạt.
các nàng có thể thoa thêm nhiều lớp để đạt được màu son ưng ý nha. Độ bóng thì nó sẽ lên sau từ 4 đến 5 giây và độ bóng của Romaine thì khỏi phải bàn luôn, nó sẽ làm cho môi của mình căng mọng như nước này. Đặc biệt thì nó hoàn toàn tách biệt với cả cái lớp stain ở bên dưới, nó sẽ tạo một cảm giác kiểu trong đậm ngoài nhạt đi mọi người. Son có độ dính nhẹ nhưng mà không hề gây khó chịu luôn nha. Em này thì sẽ bảo sẽ môi được khá lâu, từ khoảng 4 đến 6 tiếng. Và sau khi trôi đi thì nó sẽ để lại một lớp stain màu giống với cả màu son, chứ không phải là màu hồng neon giống như các thảo son tin khác đâu nha. Nói chung thì đây là một em son mình không thể thiếu được vào mỗi dịp hè, giá lại còn hạt rẻ nữa, không có gì phải chê luôn. Trời ơi, mọi người nhìn vào cái em son này là mọi người sẽ thấy ngay được cái câu chất son mịn như nhung là có thật mọi người ạ. Cây son này thì đến từ hãng Caslen, một hãng nội địa Trung như mọi người. Vỏ son của em này, cái packaging của nó ấy, thực sự mà nói nó rất là đẹp luôn, sang xịn mịn, không kém một thỏi son 2N nào nha. Mình mua đây thì là màu AM21, một màu hồng đất nhưng mà thiên về đất nhiều hơn. Chất son này thì siêu siêu mịn luôn, apply một lần là nó lên chuẩn màu rồi. Đánh lên ý thì nó sẽ có cảm giác rất nhẹ và mướt, cảm giác như trên mình không đánh son luôn ý. Nói chung thì mình bị mê muội từ phần mã nhưng cũng đổ đứ được về phần lượng luôn, mọi người nên tham khảo nha. Và ok mọi người, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Tất cả các link sản phẩm, link đồ thì mình đã đều để ở phần description box ở dưới rồi nha. Mọi người thể vào đó để tìm link sản phẩm mọi người muốn mua. Và mình mong rằng cái video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho mọi người trong việc tìm những cái thỏi son phù hợp với bản thân trong dịp hè sắp tới. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình, bye bye.